Chào cả nhà nha, chào buổi trưa. Hiện tại em đang có mặt trên vườn chôm chôm của quê ta nè. Hay số điện thoại để trong bài viết nha. Đây là nhiều bạn thắc mắc là không biết chôm chôm có ra trái chưa. Thì em đang khảo sát trực tiếp tại vườn luôn. Cái này là cho hái ăn bao no đi ra nha mọi người. Em đang tham quan vườn chôm chôm. Đây em sẽ cho các mọi người xem. Đây quá trời trái nha. Các bạn đến với vườn chôm chôm này là mua vé vào tính đầu người thì mình ăn no rồi mình ra thôi. Ngoài ra thì có phục vụ luôn nha, ăn uống. Đây vườn chôm thì vườn chôm bên sau lưng mình nha mọi người. Vài biệt điểm này ở bên Châu Thành á, trên phố trên này là trên ủa này là ở đâu ta, này là ở đâu anh? Ở Tân Phú, ở trên Tân Phú bạn ơi. Đây là trên Tân Phú nha, có số điện thoại để trong bài viết á, mọi người hãy liên hệ với anh chủ vườn để mà được vào vườn hái nha. Đây mình sẽ cho mọi người xem vườn chôm chôm đây. Đó, cây đó là rộ luôn nha mọi người, rộ trái luôn. Và lát nữa mình sẽ đó đằng kia kìa, quá trời trái luôn rồi các bạn ơi. Chào cả nhà buổi trưa nha. Chào 140 người đang xem. Em đang giới thiệu vườn chôm chôm trên Tân Phú. Vườn chôm chôm của chủ vườn. Đây 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 đây. Thì mọi người có thể vào đây hái ăn ăn no mệt nghỉ rồi ra nha, tới hồi còn sống mình để mình đi kiếm trái chín mình hái cho các bạn xem nha. Dạ này là vườn vườn của quê ta. Ở trên trên bài viết mình có để số điện thoại đó. Quá wow, đằng kia quá trời cho mọi người. Trời ơi. Cái này thì đang cho trái xanh, có trái quá trời còn đây nè. Đỏ luôn. Đây là mọi người có thể ăn bao no rồi ra nha. Đằng kia kìa, đỏ cây luôn nha mọi người ơi. Đây, bên kia nhiều hơn kìa. Nãy nãy mình á là mình ở đầu đường đi vô á, cho nên phần nó bị người khách hái hết rồi. Cho nên đi mình càng đi vô sau thì nó sẽ càng có nhiều. Rộng lắm nha mọi người. Chỗ này là họ có thể bao được khách hái ăn phủ phê luôn, không có húng hết được chôm chôm của họ nữa. Tại bữa mình có đăng bài á, nói có nhiều người thắc mắc là chắc là chưa có chôm chôm, cho nên em đi đến xuống tận nơi em quay cho mọi người xem luôn. Quá trời luôn nè mọi người. Ở đây là mình được hái chín luôn, hái tận vườn luôn. Đây đằng kia kìa. Bây giờ là nhà ăn này là ăn no rồi ra thôi chứ không biết đường đâu mà đỡ nữa. Tại vì những cái phần ở dưới thấp như thế này nè mọi người là bị khách trước họ hái gần hết rồi, cho nên mình sẽ phải đi sâu vô chút xíu thôi. Em xin nhắc lại nha, đây là vườn trái cây quê ta ở Tân Phú, huyện Châu Thành. Số điện thoại của để trong bài viết á, mọi người hãy liên hệ với anh chủ vườn trước để mà được xếp đi vô với lại đặt trước đồ ăn nha mọi người. Mày phải đi sâu vô mới có trái cây mọi người, tại vì phần ở ngoài á, bị hái gần hết rồi. Hai số điện thoại của chủ vườn mình để trong bài viết nha mọi người. Mọi người có thể liên hệ trước với ảnh, lo trước phần đồ ăn nữa. Còn vườn này thì ảnh bao mình vô là ăn no rồi ra. Ôi bên kia kìa. Trời quá trời, biết giờ sao qua nữa, vườn rộng quá mọi người. Vườn này mình theo thêm khảo sát là họ mình có thể thoải mái, không có sợ mà hết trái cây luôn mọi người. Tại vì nghĩ là một cái vườn thì một cái vườn tới mùa thì khách họ sẽ hái gần hết, ăn hết. Đi trễ thì sẽ không có mà ăn, nhưng thật ra em nghĩ cái vườn này hái không hết nổi đâu. Đây hái không hết nổi đâu. Quá trời luôn. Chào 160 mấy, 170 người đang xem buổi trưa. Ở đằng em sẽ đi tới, hồi em đi nãy giờ em đi xa lắm luôn rồi đó. Rồi đằng bên kia còn có vườn sầu riêng nữa, nhưng mà sầu riêng thì họ không có cho mình vô đâu. Đây nha. Họ chưa thu hoạch. Đây. Ê, trái này nó ở lẻo rồi để mình ăn cái này. Đây em đang, em xin nhắc lại mọi người nha, em đang có mặt ở vườn trái cây quê ta ở Tân Phú, huyện Châu Thành. Ở trong bài viết có số điện thoại mà mọi người muốn đến tham quan nhiều trái cây với lại ăn các món ăn vườn á, thì liên hệ với chủ vườn trước. Ở đây thì họ sẽ bao cho mình ăn no luôn. Mình có số điện thoại trong bài viết các bạn. Còn lát bạn xem lại trên bài viết nha. Ở bên Tân Phú, huyện Châu Thành. Ăn cái vườn sâu quá, đi qua không hết.
nhụn rộng quá rồi. Đây ôm dơm em. Trời ơi. Thấy giờ nó trong đây nữa. Trời ơi, cái cây kia kìa. Nó quằn dưới luôn. Giờ sao quá. Nãy đi rồi bên kia qua được rồi. Các bạn nào muốn đến vườn trái cây quê ta thì có bài viết, trong bài viết mình có số điện thoại nha mọi người. Ở Tân Phú, quận Châu Thành nha mọi người. Sắp tới mùa trái cây rồi. Đây là họ sẽ bao mình ăn no rồi ra luôn nha. Không có sợ mà tính ký hay là sợ là đi theo hay mình ăn nhiều ít gì đâu. Họ thoải mái lắm. Đó hả? Ừ. À. Mình đi thâu vô còn nữa. Em thiệt với mọi người đó, em phải, nếu mà em nói không á, mà em không ăn thì em vô đây người ra phí mất bao nhiêu phút cuộc đời được bước vô giường mà không được không ăn thoải mái thì thật là phí phạm cái của này, cái trái cây này. Hồi quá trời luôn rồi, giờ đi vô là ăn không biết. Ừ, sao quên kia nữa, em đi hết nổi rồi. Vườn này lớn quá trời lớn luôn. Em sẽ nhắc lại mọi người nha, em đang ở trên Tân Phú, quận Châu Thành, vườn trái cây quê ta, số điện thoại mình để trong bài viết á. Mọi người muốn đến vườn trái cây để mà tham quan ăn chôm chôm tại vườn á thì liên hệ với chủ vườn trước nha, có thể đặt trước mất các món ăn luôn. Rồi giờ ăn thì em nằm đây, giờ em trải cái bạc ở đó rồi em nằm em bóc từng trái em ăn đi, thế nào em mệt thôi chứ nhiều gì ăn gì hết. Rồi thở luôn, đi mà thở luôn, cái vườn nó lớn cho nên mình sẽ không có lo nghĩ vấn đề mà cái vườn này không đủ hay là đi trễ đi sớm hay là sao đó rồi sợ hết. Mình khẳng định luôn, vườn này là bao không hết được, quá trời lớn luôn. Ngon quá. Chào tất cả mọi người nha, em xin kết thúc livestream ở đây. Hy vọng mọi người sẽ có một cái buổi lễ đi chơi sắp tới nè, sắp tới 30/4 nè, mọi người sẽ đến với tham quan ở vườn ở đây. Trời, quá trời mọi người ơi, nhìn từ xa xa đỏ quá trời. Đây. Ở đây thì nó có luôn cái cây đi hái luôn mọi người ơi. Nếu mà mọi người sợ cao á, nó có mấy cây rồi. Để mà nó để khắp nơi luôn. Để cây này để mình giật chôm chôm xuống thì chắc giật không nổ. Ok này, nặng quá. Đây. Cao quá trời, quay không có được, bị cong xô lay nữa. Rồi chào tất cả mọi người nha, em xin phép kết thúc livestream ở đây nha. Chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ. Chào tất cả.